mời các bác đến với video mới nhất của em về cập nhật giá tiêu ngày 23 tháng 8 năm 2024. Giá ngày hôm nay được ghi nhận nối tiếp đà tăng do nguồn cung khan hiếm cho nên giá sẽ ở mức cao một thời gian nữa. Trung bình giá tiêu ngày hôm nay 23 tháng 8 năm 2024 tại thị trường trong nước nối tiếp đà tăng mạnh ở các địa phương trọng điểm. Giá giao dịch trung bình từ 142.000 đến 144.000 đồng một ký. Em xin phép chia sẻ là giá trên này em cập nhật tình hình giá chung nhé, còn chỗ các bác có thể thay đổi một hai giá. Rồi, em xin phép chia sẻ về giá tiêu ngày hôm nay 23 tháng 8 năm 2024. Cụ thể giá tiêu ở Gia Lai ở mức 142.000 đến 142.500 đồng một ký. Giá tiêu tại các tỉnh như Đồng Nai 142.000 đồng một ký, Đắk Lắk 144.000 đồng một ký, Đắk Nông 144.000 đồng một ký, Bà Rịa Vũng Tàu 143.000 đồng một ký và Bình Phước 142.000 đồng một ký. Như vậy, nối tiếp đà tăng ngày hôm trước, giá tiêu trong nước ngày hôm nay giữ nhịp tăng lên ở hầu hết các địa phương trọng điểm. Mức tăng đều ở mức 2.000 đến 3.000 đồng một ký, giá tiêu cao nhất ở mốc 144.000 đồng đến 145.000 đồng một ký. Hiện nay, theo dự đoán của nhiều chuyên gia thì do nguồn cung đang bị hạn chế trên toàn cầu do ảnh hưởng của El Nino về dài hạn trong 3 đến 5 năm tới, lượng hồ tiêu sản xuất ra chưa đủ so với nhu cầu sử dụng trên thế giới cho nên dự đoán rằng giá hồ tiêu sẽ còn tăng cao trong thời gian tới. Tuy nhiên rằng bài học được rút ra ở đây là tránh sản xuất quá nhu cầu để ngăn chặn cái thảm kịch trong quá khứ, đó là nguồn cung vượt quá cầu thì giá cả nó sẽ đi xuống, đồng nghĩa với việc dịch bệnh trên hồ tiêu xảy ra rất là nhiều và khiến tình trạng cây hồ tiêu chết, giảm sản lượng. Rồi, em xin phép kết thúc bản tin nhanh về giá hồ tiêu ngày 23 tháng 8 năm 2024 ở đây. Chúc các bác có những mùa vụ bội thu, chúc các bác luôn vui vẻ, may mắn và thành công trong cuộc sống. Các bác cho em xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh các bác nhé. Cảm ơn các bác.